đang đứng ở khu dân cư của Thép Long An. Khu dân cư này thì nó thuộc ở ấp 1 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây thì nó kế bên khu dân cư chợ Gò Đen luôn. Đường này mình đi chừng 300m qua cái chợ Gò Đen này. Đi khoảng 200m là ra quốc lộ 1A rồi đi về hướng này là qua chợ Bình Chánh. Ở đây là đường tỉnh lộ 835B thuộc địa phận huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ấp 1, xã Mỹ Yên. Đây đi tới đó khoảng chừng 100m thôi, Văn Thanh có một cái nền bên đây phải, nằm ở hướng Bắc. Văn Thanh tới đó, Văn Thanh quay tiếp cho bà con mình coi. Nền của mình nó nằm ở vị trí này, bỏ cái nhà bán ga này một nền. Là mình nền thứ hai ngay đống cát á. 4x20, đất thổ cư, sổ hồng riêng. Đây là khu dân cư Mỹ Yên, hồi xưa là nó là khu dân cư Thép. Bữa nay nó đổi thành tên là khu dân cư Mỹ Yên rồi. Của ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Mình ở đây mình có đường nội bộ bên trong, có đường nội bộ bên trong. Rồi vỉa hè riêng, rồi đường này đường tỉnh lộ 835B của địa phận xã Mỹ Yên, nó thuộc ấp 1. Đây mình đi khoảng chừng 200m là mình ra tới quốc lộ 1A, rồi mình rẽ về chợ Bình Chánh khoảng 4 cây số nữa tới chợ Bình Chánh. Về đây thì bà con mình ở kế chợ Gò Đen, rồi kế Bách Hóa Xanh, kế chợ Bình Chánh luôn. Chủ đang gửi giá là 2.3 tỷ. Ai có nhu cầu thì alo cho Văn Thanh, số điện thoại là 078 66 68 368.